Hello anh em, tôi Bạch Long đây. Hôm nay mẹ ngồi lướt lướt TikTok với lại YouTube với lại các thứ cũng xem là cái món gọi là xỉu xỉu gì thôi. Nói chung là mình chơi thì mình cũng phải nâng cao cái kiến thức của mình. Không phải là lúc nào cũng tự cao tự đắc được. Tôi nói thật với anh em, thắng thì anh em nhìn như tôi này thôi. Nhưng mà không may mà gãy một tay thì tôi cũng không biết là thế nào cơ. Mặc dù là mình cũng biết là mình luôn phải duy trì được cái lý trí của mình để không bị cảm xúc nó lấn át rồi. Thế nhưng mà nói thật với anh em, mẹ thua 3, 4, 5 tay thông liên tục. Lắm lúc là cũng cay đấy chứ. Đâm ra là hôm nay thì cũng rỗi. Với lượn lờ trên TikTok ý, thấy mẹ có thằng cha lo đánh tài xỉu đi sướng đeo chịu được đấy. Tôi bảo anh em nhé, mẹ nó ngồi nó đánh à, cũng mấy con đây đấy, cũng mấy con 6-8 cái bài y như anh em mình chơi, mẹ vẫn là cái con game này. Thế mà thằng cha đấy nó đánh thì đéo nào, mẹ về lo lại còn có cả mái bên cạnh mình thì cái con mái của mình thì mình nhìn nó chán rồi nhỉ, ở nhà nó xổ xè nó sộc sạch nhìn nó chán đéo chịu được. Thế mà bây giờ thằng cha ấy thì mẹ nó đánh nhỉ, ui trời ơi con mái nó đẹp nó trắng nó ngon, rồi giọng nó mượt, sau mẹ ngực nó tấn công bông nó thì nó là phòng ngự, ui giời ơi bông nó tiền vệ phòng ngự, anh em hiểu không, nhìn nó ươn lên nó chổng phao câu ra, ui, mẹ chỉ muốn vã cho phát. Thế nhưng mà thằng trai chắc nó có tiền, mẹ nhìn một tay nó đánh nhiều nhỉ, đù là tiền cứ cứu nó xếp mẹ tập này, tay toàn vàng với tiền thôi. Mẹ nói thật anh em, giờ mình chỉ ước ao được như thế, điếu gạo cái gì hơn, đời thì mẹ chỉ ước ao như thế. Mẹ ngồi mà nhìn thằng cha anh một tay mấy chục triệu một mà nó thấy đéo nào tiền, nó cứ nước chảy chỗ trũng anh em ạ. Anh toàn thắng này, mẹ cũng mới có 6-8 bên bài này, tôi đéo hiểu điều gì. Mẹ mà con mái nó bên cạnh yêu rên cứ thì mẹ ngon nhỉ. Nên thôi lại phải đi, mẹ vừa xem xong lại phải vào làm vài tay và thì mẹ nghĩ đổi cuộc đời đấy. Địt mẹ giống như thế đấy anh em ạ, địt mẹ phải tính luôn. Thì mẹ con này khả năng đi về xíu rồi. Xíu bấy à. Bấy với lại đi mẹ 1. 1, 12 gãy. Đi mẹ khả năng phát này gãy nhỉ. Đi mẹ số 4 đẹp lắm. Làm lên 3M. 10% đi mẹ tài sản. Anh em hiểu chưa? Ui lôi đùa chứ tôi nói thật về đi mẹ thằng cha đấy. Anh em không tin anh em lên YouTube mà xem. À, tôi thấy đi mẹ thằng cha đấy ác ma đấy. Mẹ con mái của nó đẹp. Nhiều ông thì mẹ nhìn khả năng mẹ chạy nước ướt hết mẹ mà đỉnh. Ây, bú chưa, cắn chưa anh em? Bú, cắn, húp, đấy. Này, mẹ cắn cái nhẹ phát cứ 5-10M này nhỉ. Anh em có nghĩa là cứ húp khoảng 10M thì mẹ nó có con mái như thế. Rồi đời đeo phải thịt mẹ, mẹ phải chơi mấy con mái xấu làm đeo. Thì mẹ con mái của nó xinh nhỉ. Thế thì mẹ, anh em không tin thì mẹ mà để bên tôi để link YouTube. Tôi để tôi kiếm cái link YouTube đó tôi vất vào comment cho anh em xem. Còn cái link tôi để mô tả là link tải game, thì ông nào thích chơi game thì ông ấy tải về. Tôi đi về thử phát xem có hút được không, thì mẹ cứ phải bệt cơ, phải bệt thì mới có tiền được. Nếu có bệt, nếu có tiền anh em hiểu không? Nếu có bệt, nếu có tiền. Nói chung, đi mẹ này, link ở trên phần mô tả thì tôi để game, với lại tôi để nhóm, để anh em nào mẹ phục vụ anh em này, anh em nào mà chưa chơi chơi. Chưa có game, chưa chơi game, chưa vào game với kể cả ấy rồi thì tải về đi mẹ này mà làm thử tí. Còn không ấy thì vào cái nhóm trong cái lục lá nhiều, anh em nào mà cần lục lá thì tôi cũng hay lục lá cho anh em khác cũng hay lục lá. Mẹ có khi mấy thằng lục lá trong nhóm mình ấy làm mấy thằng cha thì mẹ nó cũng con mái xinh ấy. Thôi gãy. Mẹ đeo tính thì mẹ mình đấy cứ thích mẹ một con mái xinh ham ham quá chứ. Anh em hiểu không? Nhìn con mái nó đẹp thì nhìn nó mặc cái váy hồng váy trắng thì nó đẹp. Con mái xinh ham quá mẹ lại đeo nghĩ đi, mẹ lại đeo soi lại đeo tính đi, mẹ lại cứ nghĩ là phát lại bú xỉu đi, mẹ phát cầu mẹ đi, mẹ lại khoảng 6-7 tay đi, tính đi mẹ thế là sống luôn. Tôi giờ đánh đi mẹ đánh vừa tạo đánh phải suy nghĩ phát này vớt trước về 4 đi, mẹ phát trước về 4 à 9 dữ đi, mẹ nó 12 trừ 4 khả năng là nó cắn tiếp tài chứ, 12 trừ 4 là 8, 12 chỉ muốn là 8. 8 thì đó là không bệt được. À đéo đâu chết rồi anh em ơi. Lộn. Nó phải là 9 trừ 4 đi. Mẹ nó phải là thực 9 này trừ thực 4. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, phát vừa rồi về 4 này. 9 trừ 4 thì mẹ ra 5. Ôi trời ạ, đánh lộn rồi anh em ơi. Địt mẹ đánh lộn vẫn có ăn anh em ơi. Đánh lộn vẫn có ăn. Để
lanh lộn vẫn có ăn, thịt mẹ nó vẫn là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn. Đời, đời ơi, cô mà đã thương thì muốn làm người thường cũng khó các con ơi. Tính như nào 12 mà trừ đi 4, thịt mẹ ra 8, 8 vẫn là đi vào tiếp, thịt mẹ đời ơi. Mẹ là anh em nghĩ này, cứ thắng liên tục này phải ngon không? Đúng, ngon, trời ơi, ấm. Cứ 3M một tay mẹ quần mái đi, mẹ về nó cho đóng cả đêm. 3M một tay làm 30 tay, mẹ anh em nghĩ xem. Mẹ về mấy anh em mình chơi này, mấy ông chơi với nhau nhé. Mẹ về mỗi ông thắng khoảng 20-30M, mẹ 4-5-6 ông rủ nhau đi du lịch chưa? Sáng đến các bố ấy, mẹ như ông tưởng tượng, các bố ở resort. Trưa các bố đi bố hải sản, chiều các bố tắm biển, để tối các bố lại bố hải sản tiếp, bố cho đi hát karaoke, tối các bố đi xả chạm. Mẹ nó cuộc đời thì còn gì bằng, nên là tôi đang phân đấu này anh em này. Mẹ các bạn tay 10M này ấy, nói thật với anh em ấy, chả mấy mà thì mẹ tôi lại sang trái. Không thì nó là Phú Quốc luôn, Nha Trang luôn. Mẹ mà không anh em mình ấy, đồ sơn được ngon rồi. Bộ đồ sơn thì nó làm hàng hơi lớn, hàng ngon kia thì mẹ khả năng đứa có khả năng phải xách tay. Thì mẹ thằng cha thì khả năng nó xách tay rồi. Ô thôi chết, quên đéo tính rồi. Điệp đã quên đeo tính rồi, quên đeo tính rồi anh em ơi, quên đeo tính rồi. Thôi kệ mẹ, đã đằng nào cũng đánh rồi. Tôi đây, tôi vào tôi vốn 30 này, vốn 30 mà. Giờ lên 35 rồi, cắn cái nhẹ rồi anh em nhìn vào xem này. Thấy không? Đánh mới đánh được 4 tay cũng đứt một tay, còn 3 tay húp thì húp chế là chứ húp thế nào nữa, anh em muốn húp thế nào nữa. Vốn 30 lên 35, cắn cái nhẹ thôi, ăn tiếp này mẹ nó làm muốn là một chứ đời thật đi. Ừ, phát lại gãy sớm đúng rồi, bởi vì nó nhiều bệt phết này, 3-4 phát bệt mà gãy này. Ba bốn phát bệt mà gãy nhỉ, 3-4 phát bệt mà gãy đi mẹ. Đời thật ý. Điệt mẹ 13 trừ 1 trừ 12. Khả năng là đúng tiếp xỉu. Mẹ, nó gỡ lại như gì đã mất anh em ơi. Gỡ lại như gì đã mất anh em ơi. Làm đến 40M thì ngon nhỉ. Yeah. Anh em nhỉ. À, tối bú luôn nhẹ, bú nhẹ cái gọi là 7M, có 7M hết. Tối chỉ cần thế thôi, cần đéo nhiều. Nhẹ về 7M khả năng được con mái ngon tương tự rồi. Trời ơi, bú nhẹ chưa anh em ơi. Thôi 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 thôi, anh em nhé. Ngày mai tầm này rồi thì ok chưa anh em, nhìn công thức công theo của tôi ok chưa? Đấy, này anh lại ông nào, lại ông hỏi vì sao ra xỉu với tôi giải thích luôn này. Quả trước cái thằng xí ngậu một này này, ông nhìn cái con gọi là cái con xúc sắc cao nhất đấy, ra một, nó ra một mà phát trước nữa, tức là ba con là 13, 13 trừ 1 là 12, 12 là chẵn, chẵn thì chả là đánh mẹ mày đánh tiếp, đánh bẹt đi chứ còn gì nữa, chẵn bẹt lè lè bé còn gì nữa, chẵn bẹt lè bé, mẹ bao nhiêu lần rồi, ok chưa? Thôi tôi phải lên mạng mẹ tìm xem thằng cha là cái thằng cha nào, liên hệ em nói xem là địch mẹ sao nó lại chơi được mấy con mái ngon thế nhỉ, anh em chờ. Thôi thì bà cứ húp nhẹ đây thôi. Ok, bye bye anh em nhé.